cảm xúc về mặt bức xúc khi xem đoạn phóng sự vừa rồi chia sẻ của người dân, có lẽ những quý vị khán giả cũng dễ dàng cảm nhận thấy, và cảm xúc đó cũng là một trong những điều mà chúng tôi ghi nhận được của những người dân phản ánh ở trên con phố Xuân Diệu, phường Điện Biên, Thanh Hóa. Cụ thể thì những người dân ở đây có chia sẻ rằng là họ thấy rằng có rất nhiều thiếu ý thức và bất chấp điều khiển những phương tiện vào giao thông vào các đường cấm ở trên khu phố Xuân Diệu. Theo phản ánh thì con số Xuân Diệu này, đây là một trong những nơi mà tập trung nhiều hàng quán, cửa hàng kinh doanh ăn uống và các quán cà phê. Vì vậy cho nên là có lượng người ra vào rất là cao. Từ đó thì để có thể phục vụ nhu cầu ăn uống của nhiều người dân, nhiều người đã bất chấp di chuyển phương tiện vào con phố này, mặc cho lực lượng chức năng cấm biển báo là cấm xe ô tô. Không những vậy, nhiều người mặc dù đã di chuyển vào đường cấm lại còn vô ý thức đổ xe tràn lan dưới lòng đường, lấn chiếm gần nửa diện tích con đường này, gây ra mất mỹ quan và trật tự đô thị. Người dân đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên phải sớm có biện pháp để ngăn chặn triệt để tình trạng trên.